Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn thông tin về cái dự án Tham Farm. Thì ngày hôm nay thì cụ thể thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái nhiệm vụ quan trọng nhất, đó là chúng ta kết nối với cái ví Tron của chúng ta để mà chúng ta chuẩn bị nhận cái iROPE, cũng như là chúng ta sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ nhận được 250.000 cái đồng Setcoin đó. Thì đây là cái điểm point các bạn nhé. Thì ngoài ra thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cái cách trả lời cái câu hỏi của ngày hôm nay, để mà chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ nhận được 100.000 Setcoin nhé. Rồi, đầu tiên thì mình phải nói đến với cái dự án này, thì nó là một trong những cái dự án mà cực kỳ là tiềm năng, và cũng là một trong những cái dự án mà nào khai thác cái đồng coin ở trên cái ứng dụng Telegram, và khá là đơn giản. Thì ở đây thì chúng ta chỉ một ngày hai ngày, chúng ta một ngày chúng ta vào một hai lần để chúng ta bấm, để chúng ta điểm danh. Thực ra thì cái kèo này là nó sẽ là khai thác theo tiếng, tức là 6 tiếng thì đồng hồ thì nó sẽ là một phiên khai thác, và ngày thì chúng ta vào khoảng tầm 3 lần để chúng ta thu hoạch đó. Thì chúng ta canh thời gian để chúng ta vào thu hoạch. Hiện tại thì vẫn đang cho chúng ta khai thác miễn phí, khá là ok. Và nó có một cái chức năng mới, đó là chúng ta update cái tốc độ khai thác lên. Và các bạn nhìn thấy cái tốc độ khai thác của mình bây giờ là đang x20 á, thì các bạn muốn nâng cấp được cái x20 này lên thì các bạn kích vào cái phần update này này, nó mới cho chúng ta update cái sử dụng cái này. Đây thì các bạn có thể nhìn thấy là x1 token trong 4 giờ này, và x2 tức trong 4 giờ này, x5 trong 4 giờ, và cả các cái đồng hồ càng xịn thì chúng ta sẽ càng khai thác được x càng nhiều. Ví dụ những đồng hồ này chúng ta sử dụng là x13 token trên 5 giờ đó, và cái này thì chúng ta sẽ phải chi tiêu mất 5 triệu điểm point. Và một cái thẻ cao cấp nhất hiện tại nhé, thì có thể sau tới đây nó sẽ cập nhật cái một cái đồng hồ khác xịn sò hơn, thì chúng ta sẽ là cập nhật sau. Bây giờ hiện tại thì đang là một cái đồng hồ khá là xịn sò, ở đây là đồng hồ động cơ là x20 token cứ sau 6 giờ. Như vậy là cứ sau 6 giờ thì chúng ta sẽ được x20 lần tốc độ khai thác. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ mua mất 6 triệu cái điểm point mà chúng ta có được ở trong ví đó, và chúng ta lên nâng cấp. Nếu như các bạn có đủ điều kiện chúng ta lên nâng cấp cái đồng hồ này, như vậy thì chúng ta sẽ thu hồi cái vốn khá là nhanh các bạn. Rồi thì tiếp đến cái phần nhiệm vụ. Nhiệm vụ ở đây thì nó có một các cái nhiệm vụ để hàng ngày để cho chúng ta hoàn thành. Thì ở đây mình cũng đã hoàn thành hết các nhiệm vụ rồi. Nó là ở cái bên mục này là những nhiệm vụ đã hoàn thành, còn nhiệm vụ ở bên này là nhiệm vụ chưa hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ là nhận 250.000 điểm point. Và ở đây thì là cái nhiệm vụ cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất, đó là chúng ta phải cần phải kết nối ví Tron. Thì hoàn thành thì các bạn kích ví ở trên cái nút Start này. Các bạn cũng có thể là kích vào cái phần wallet này để chúng ta hoàn thành nhé. Đó, mình sẽ kích vào đây, mình sẽ kích vào nút Start này. Sau đó thì các bạn nhấn vào Connect to Tron Wallet này. Ở đây thì chúng ta sẽ kết nối với các cái ví Tron. Một trong các cái ví ở đây, cái ví Tron Telegram là sẽ là được là khuyến nghị là chúng ta xuyên dùng, và các ví Tron Gapper sẽ là cái ví khuyến nghị dùng thứ hai. Và ở đây thì mình sẽ kết nối luôn với cái ví Tron của tài khoản Telegram nhé. Như vậy thì mình sử dụng quen luôn cái ví này. Đó thì mình kết nối luôn này. Thực ra cái nhiệm vụ này thì nó là khá là đơn giản, là chúng ta chỉ cần làm chưa để đến 1 phút là chúng ta đã xong rồi. Đó, như vậy là chúng ta đã kết nối ví thành công, và ở đây thì đã hiển thị cái địa chỉ ví của mình ở đây rồi. Và các bạn có thể thay đổi địa chỉ ví khác nhé. Chúng ta sẽ là kích cái X vào đây này. Chúng ta kích vào đây, sau đó là chúng ta hủy nó đi và chúng ta lại kết nối lại. Đó. Đó, rất là đơn giản thôi. Và các bạn nếu như cái ví của chúng ta mà đã bị nộ cái cụm từ hạt giống chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chọn kết nối một cái ví khác, khá là đơn giản đó. Và các bạn quay trở lại đây thì chúng ta sẽ thấy được là nó hiển thị cái chữ claim là cho chúng ta nhận cái phần thưởng mà cái việc mà nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành ấy. Thì các bạn nhấn nút claim ở đây này thì chúng ta sẽ nhận được cái phần thưởng, và hiện tại thì tất cả cái nhiệm vụ mình đã hoàn thành hết, không còn được nhiệm vụ nào trống. Rồi tiếp theo là đến cái phần fan này á. Phần này thì các bạn nếu như có mời tuyến dưới, có mời bạn bè tham gia, thì chúng ta sẽ có thêm được một cái phần thưởng, hưởng cái phần trăm từ tuyến dưới khai thác được.
Và cái cơ chế hưởng phần thưởng thì cụ thể như sau nhé. Tức là bạn sẽ kiếm được 20% cho các lượt giới thiệu trực tiếp của bạn này và 10% cho các lượt giới thiệu của họ. Sau đó là 5%, 2,5% và 1,5% cho các lượt giới thiệu cấp thứ hai, thứ ba. Và đây tức là ở đây thì nó sẽ khá là có nhiều cấp các bạn nhé. 1, 2, 3, 4 cấp, tức là các bạn sẽ được hưởng Z là 4 tầng á. Ngoài ra thì chúng ta sẽ kiếm được là 15.000 giây cho mỗi một lời mời, trong khi bạn của bạn thì sẽ nhận được là 20.000. Đó, tức là mời mỗi người thành công bạn sẽ nhận được 15.000 cái điểm point nữa. Thế ở đây thì các bạn kích nút claim là chúng ta sẽ claim cái phần thưởng từ tuyến dưới khai thác được. Đó, khá là hay nhé. Rồi tiếp theo đến cái phần mà cái phần này là cái phần mà top á, thì mình không nói qua các bạn là cái phần top này mình cũng không nhắc đến các bạn nhé. Những cái top này thì đây tiếp theo là đến cái mục mục ôm sẽ là nó mới cập nhật cho chúng ta một cái mục taking á. Thì ở đây thì các bạn có thể là gửi taking để chúng ta nhận lãi. Các bạn nhấn nút start. Đó, mình sẽ dịch cho các bạn nhé. Ở đây là chọn thời lượng này, số tiền bạn muốn đặt cược sẽ bị khóa cho đến khi thời hạn kết thúc. Ở đây thì chúng ta sẽ đặt cược, ví dụ như các bạn đặt cược là trong vòng 45 ngày. 45 ngày thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm một tháng thôi. Đó thì 45 ngày thì các bạn sẽ nhận được là 35%. Còn các bạn gửi 15 ngày thì chúng ta sẽ nhận được 10%. Và 3 ngày thì chúng ta nhận được là 3%. Thì hiện tại thì cái thời gian cái dự án này vẫn đang cho chúng ta khai thác, và cũng như là chưa biết đến khi nào thì dự án này nó sẽ kết thúc khai thác này và khi nào thì nó thành công. Thì ở đây thì các bạn có thể là chọn cái 45 ngày. Nếu như các bạn chọn 15 ngày hoặc 3 ngày thì chúng ta nên chọn hết cái số dư của chúng ta có được. Còn nếu như bạn chọn 45 ngày thì mình khuyên các bạn nên chỉ gửi vào một phần thôi, tức là 50% hoặc 30%. Đó tùy ở các bạn. Tuy nhiên là chúng ta gửi ngắn thì chúng ta sẽ gửi tối đa lên để chúng ta thu hồi nhanh. Và nếu như chúng ta gửi lâu thì chúng ta sẽ là gửi một ít, tránh trường hợp mà ví dụ như dự án nó kết thúc cho chúng ta khai thác và cho niêm yết lên sàn, như vậy thì chúng ta sẽ không kịp rút. Đó thì các bạn lưu ý cái phần này. Thì khi các bạn chọn 45 ngày thì chúng ta nhấn vào continue, và các bạn có thể chọn mắc cái số điểm point chúng ta có được, hoặc 75%, 75%, 50%, 25%. Đó rồi ở đây thì mình sẽ là chọn 3 ngày nhé, mình sẽ chọn 3 ngày này và mình chọn mắc luôn nhé. Đấy, mình nhấn continue này. Đó, thì nó sẽ có một cái công thức cho chúng ta tính toán này. Ở đây là cái bước 3 xác nhận thông tin đặt cược này. Số lượng là 1 tỷ 436.851 đồng điểm point. Và trong cái khoảng thời gian là 3 ngày, sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 7 năm 2024. Và ở đây thì tháng 4 là 3%, lãi 3%. Như vậy thì thu nhập của bạn sẽ là lãi 43 triệu. Vậy thì mình sẽ thử ở trong cái khung mình sẽ là thử ở trong cái khung cao hơn. Đây. Mình ví dụ như là 15 ngày, 15 ngày sẽ là lãi 10%. Nếu như các bạn gửi gửi mắc nhé. Nếu như các bạn gửi mắc này. Ở đây thì các bạn sẽ lãi là 143 triệu. 143 triệu. Đó thì mình sẽ gửi trong vòng 15 ngày nhé. Các bạn nhấn tắt kê này. Đó, như vậy là mình đã gửi thành công nhé. Tổng thành công này, mình đã gửi này. Đó. Và nếu như các bạn muốn gửi tiếp thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta thực hiện một cái lệnh gửi tiếp. Ok, mình sẽ quay trở lại. Như vậy là mình đã gửi tách kê thành công nhé. Tiếp theo thì ở đây nó sẽ có một cái nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ hàng ngày để chúng ta nhận cái điểm point. Tức là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đúng thì chúng ta sẽ nhận thêm 100.000 điểm point ở đây. Đây, trả lời sẽ nhận điểm 100 điểm point. Câu hỏi của ngày, trang trại thời gian được ra mắt khi nào? Trang trại thời gian được ra mắt khi nào? Tức là ngày ra mắt cái kèo này các bạn. Tức là ngày ra mắt cái kèo này mà chính thức cho chúng ta khai thác ấy. Thì theo mình được biết thì cái kèo này thì được ra mắt vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024. Ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024, nó cũng trong tháng 6. Thì mình sẽ chọn bấm vào cái mục này để chúng ta chọn này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ chọn là 2024 rồi. Tháng thì chúng ta sẽ chọn tháng 6 nhé. Chúng ta back lại này. Và chúng ta sẽ chọn mùng 5 này. Mùng 5 tháng 6 năm 2024. Các bạn nhấn set cho mình nhé. Rồi mình sẽ bấm vào check xem là có đúng hay không nhé. Ok.
Như vậy là mình đã trả lời đúng và mình đã nhận được là 100.000 điểm point, thì các bạn nhấn nút claim cho mình. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái câu trả lời và nhận về 100 điểm point về số dư của mình đang gửi staking hết rồi. Đó, tất cả các nhiệm vụ đã hết. Rồi ok, thì trên đây là toàn bộ các cái thông tin chia sẻ cho các bạn tham gia cách tham gia cái dự án Tham Farm để chúng ta nhận được thật nhiều cái điểm point, cũng như là cách liên kết ví để chúng ta sau này chúng ta nhận airdrop từ cái dự án này. Video này thì mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé.